Những trái mướp già tưởng chừng bỏ đi nhưng lại là nguồn cảm hứng bất tận cho một nông dân khởi nghiệp. Câu chuyện về cuộc đổi đời của sơ mướp bắt đầu bằng những sản phẩm chế biến. Ban đầu chỉ là ý tưởng về một cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường. Không ngờ sản phẩm chiếm được lòng tin của người tiêu dùng và còn vươn ra tận trời Tây. Dép, bông tắm, túi đựng là sản phẩm được ông Phạm Văn Đoàn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm hoàn toàn từ sơ mướp. Ý tưởng khởi nghiệp độc đáo này được ông ấp ủ từ nhiều năm nay và dành 3 năm để mài mò, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường. Cách đây 2 năm, ông Đoàn quyết định từ bỏ công việc trong ngành dầu khí để từng bước hiện thực hóa mong muốn. Bắt đầu từ việc biến khuôn viên rộng 3.000m² thành dùng nguyên liệu. Quy trình ở đây mình chọn là sản phẩm là hoàn toàn tự nhiên. Đến khi mà trái khô rồi thì mình thu hoạch rồi mình bóc vỏ. Mình bóc vỏ xong mình xẻ cái sơ cái trái ra. Là mình xẻ ra để mình tạo thành một cái tấm miếng sơ mướp á. Rồi xong là qua công đoạn kế là mình cán cho nó phẳng. Sau khi cắt rồi thì công đoạn cuối cùng là công đoạn may. Hiện tại bây giờ là mình sản xuất ra những cái sản phẩm rất là gần gũi và sử dụng trong cuộc sống thôi. Để tạo ra các sản phẩm này phải trải qua rất nhiều công đoạn, cả quá trình đòi hỏi sự kỳ công tỉ mỉ. Ngoài ra, ông Đoàn còn đầu tư nhiều loại máy móc như máy may, máy ép, máy cắt sản phẩm để tối ưu hóa quá trình gia công. Để sản xuất ra những sản phẩm gần gũi, thân thiện, quy trình chế biến không dùng chất tẩy trắng, nhuộm màu, keo dán. Thành phẩm phải đáp ứng được đủ các tiêu chí như sơ mướp phải có độ dày, sợi phải nhỏ và mịn, từng đường kim mũi chỉ phải đẹp, giá bán từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm. Mình cũng muốn là thông qua cái sản phẩm này ra thị trường, rồi khách hàng hay người sử dụng nhiều, và từ đó là người ta ý thức được mọi người dùng cái sản phẩm hữu cơ. Thay vì bằng những cái sản phẩm bằng nhựa, thì điều đó thì nó làm giảm cái rác thải, tốt cho môi trường, bảo vệ môi trường hơn. Ngoài diện tích trồng mướp của gia đình, ông Đoàn còn liên kết với nhiều nông dân khác để tạo dùng nguyên liệu ổn định. Khởi nghiệp bằng sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu xanh sạch, bảo vệ môi trường và có tính ứng dụng cao. Ông Đoàn trầy trật trong việc tìm đầu ra. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và sự cố gắng, những sản phẩm từ sơ mướp dần dần được thị trường đón nhận. Các sản phẩm xanh từ sơ mướp còn vươn ra đến Mỹ và Nhật Bản.